Để xem nào. Có rồi. Vài nét nữa là xong. Mắc cười quá. Quá đẹp quá đi. Mình đúng là họa sĩ thiên tài. Cười gì vậy? Xem nào. Sao hả? Quá trời, con vẽ cái này là cậu đó anh à, đẹp không? Cái con nhỏ này, đừng chết đi tôi. Ai vừa ngồi đây nhỉ? Con hổ đây. Hả? Kêu người, kêu người. Đây là đâu vậy? Đau đầu quá. Đau đầu quá đi. Ôi trời, sao lại vậy? Hả? Hai cô tỉnh rồi à? Anna. Này, đã sao rồi? Cái tên Alex này muốn chết mà. Đi thôi anh ơi. Shopping thôi. Tôi lấy cái này nữa. Tôi lấy hết luôn. Dù sao cũng là của Anna mà. Trả quá về thôi. Cái con nhỏ này đứng lại đó. Ôi dạ, nó đi luôn rồi. Anh có cái này cho em này, xem bảo thuật không? Úi giời, hay không? Wow. For you. Cảm ơn anh yêu. Anh đã không được không trao. Ôi trời ơi, cô ta đánh rồi. Này, cô định làm cái gì đấy hả? Alex đang bảo vệ mình. Thật là tức mà. Tôi cho cô biết đây. Bỏ cái đấy ra. Anna, em không sao chứ? Lại rồi. Em mừng quá đi. Lại xem ơi. Mình đi chơi tiếp đi. Kệ cô ta. Thấp thế chứ đấy. Trời. Gì kia? Trời ơi. Có bánh gì kia? Cái này, cái này. Cô ta. Chia miếng ơi. Không được đâu. Cái bánh mì của tôi rồi. Tôi lấy nó trước. Tôi lấy nó trước. Chia cho tôi một miếng. Đưa đây. Ôi trời ơi. Bánh mì của tôi. Bánh mì ấy. Tôi chết đi mà. Ok, ôi chuyện gì vậy? Này anh người. Chúng tôi xin lỗi. Hãy về cung điện của tôi. Tôi sẽ cho hai người no bụng. Thật sao? Đi thôi. Đây, ở trong này. Mời cô thấy chứ. Mọi người cứ việc ăn thỏa thích nhá. Ok. Wow. Cơ hội đến rồi. Úi giời ơi. Chắc thằng này là rapper rồi. Nhiều bạc quá. Wow, đẹp quá đi à. Giờ to rồi. Ôi trời ơi. Nhớ hồi lại thôi. Mở cửa ra. Đi xem nào. Có rồi. Ê, Edward. Cái cửa sổ này nè. Ê, qua cửa sổ em được. Ôi trời ơi, cao tới đây. Không phải là qua đâu cao lắm. Sao vậy? Cô nhảy xuống trước đi. Ôi trời ơi, cao dữ vậy hả? Nhảy ở đây thì có bà ra đi à? Thôi hết cách rồi. Chúng ta nghĩ cái khác rồi. Không được, phải nghĩ cách tiếp thôi. Ôi, bận đồ ấy quá, chưa ăn cái gì cả. Không đau chứ bộ.
Này, làm cái gì đấy? Mình phải tận dụng mấy cái này cửa này. Thấy từ thông minh chưa? Trời ơi, con Pitbull ở dưới sợ lắm. Tức cười quá đi. À, đói bụng quá đi. Không chèo, không chèo. Nghĩ cái gì đi, đói lắm rồi. Ủa, gì vậy? Mẹ hả? Không phải là... Cảm ơn đừng nha. Ôi cái gì vậy? Không không đừng mà đừng mà. À, chạy thôi. Giờ phải liền thôi, làm theo lời tôi nè. Sao cậu nhát cái gì hả? Chắc chắn là cậu. Giờ đây một lần về nữa hả? Cả là tại cô ấy. Cậu thì chúng ta không có đây. Tôi mà ra khỏi đây được cậu chết chứ tôi. Xuống đây. Ai rồi? Ai kêu tại rồi? Wow, bộ chạy xe đẹp thích quá trời luôn. Chào mọi người. À, cô kia rồi. Anna, Anna, bọn anh tới đây. Anna, mở cửa cho bọn anh với. Hello. Sao thế? Tức giọng gì? Không ổn rồi, vào nhà thôi. Trời ơi, cô cũng ra mở cổng rồi. Chán thế chứ nhở? Cơ hội cho mình đây rồi. Ta về rồi. Ở đây hết rồi. Cái gì vậy? Đi. Sao mũ vàng quá vậy? Đáng ghét. Ồ, có rồi. Để xem nào. Hình như là anh ta. Không có thấy người, không có thấy tôi, không có thấy tôi. Chào cô nhá. Tôi đi cái nào. Sao cơ? Không thấy thiệt hả? Không nhận ra mình hả ta? Trời ơi, Anna, cô thật là cái đồ bực mình thật. Gì vậy? Sao lạ vậy ta? Không hiểu gì hết. Chuyện gì vậy? Trời đất ơi. Đúng kế hoạch rồi. Cũng may là nhờ họ. Cái gì vậy? Cô có sao không? Cô cứ có chuyện gì vậy? Chuyện là vậy nè. Mệt quá đi. Đói bụng quá đi. Ôi trời, một căn biệt thự đẹp hoa mắt luôn. Ồ, có người bước ra. Hình như là không có ai. Cô gì ơi? Khoan đã cô ơi. Gì vậy? Cô có thể cho tôi chút đồ ăn không? Tôi đói bụng quá đi. Ôi trời, cô ta nổi nóng rồi. Con nhẫn nghèo mạt này ở đâu ra? Ăn ôi không, không, không. Không có đi rồi. Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, chạy rồi. Kế hoạch thành công. À, Alex kìa. Hả? Chào anh. Chào em. Đưa anh đi đâu đây? Qua đây ngồi nói chuyện tiếp nha. Thôi rồi, ngồi tạm anh nhá, anh đi mua hai chai nước. Mừng quá đi. Hả? Là cô ta. Nếm mùi rồi sao? Anh đã. Hả? Gì vậy? Sao hả anh đã? Cô ta bị gì vậy? Tránh đây đi, sao kìa? Cô đẩy tôi. Mẹ cô kia, đứng lại. Tôi đang nói chuyện với cô mà cô bỏ đi đâu vậy hả? Anh về rồi đây. Hả? Chuyện gì đấy? Mai, dừng lại, không được ẩu đả. Có rồi. Hả? Có biết gì vậy? Ôi không. Có chuyện gì đấy? Alex, Anna rất là ghét em. Nên cô ta cứ bắt nạt em hoài à. Không, không, không phải như vậy mà.
cô giỏi trò đúng không? Tôi biết lừa rồi. Vậy thôi. Cô dám lừa tôi như thế à? Alex, cảm ơn anh. đến rồi. Ê, đợi chút đi. Chạy, trốn. Đuổi đại mày. À, lại chơi cái trò bấm chuông này. Không bắt chúng ta đâu. Đến lượt Anna đấy. Này, đứa nào ấy nhở? Ông ta không bắt được bọn mình đâu. Đi sao kìa? Tới lượt tôi. Ý giời ơi. Này, mấy cái đứa trẻ con đang nghịch ngợm cái gì đấy hả? Cứ bấm chuông nhà người ta thôi. Gọi công an bắt lên phường bây giờ. Trời ơi, mình phát điên mất thôi. Hey, mấy cái đứa này, mình sẽ có cách trị chúng nó. Này. Bây giờ, chú Lục nhá. Hả? Cái gì vậy? Không lẽ là... Chạy thôi! Chạy mau! Ui, cái con này là cái con gì vậy? Sao nó nhiều mắt thế kìa? Nhanh cái chân lên! Mấy đứa nhóc con! Đây nè! Nè, mở cửa! Mở cửa chúng tôi đây! Thôi, không xong rồi! Đau quá. Phải một kiếp nạn. Người ta dành cho tỉnh. Đừng quá đi. Nhưng mà xa này. Có cách rồi. Tới đây nào. Bao lên nào. Mày ra đây mà đuổi chúng tao lại. Ra đây mà đuổi tao lại. Vào đây. Tới lúc nào lấy. Đừng lo, từ từ. Chơi! Thành công rồi! Cứu tôi! Xong Lisa rồi! Cứu tôi! Chạy đất ơi! Ý! Hả? Lisa! Chạy nhanh lên kìa! Chạy nhanh lên nó mất bây giờ! Kìa! Anna, táo ngon lắm ăn đi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó ở dưới kìa. Không xong rồi. Đi đi. Làm sao đây? Ôi giời ơi, ông đốt đầu quá. Dạ chú cháu xin lỗi. Hả? Từ đây đừng có mà bấm chuông đập cửa nhà người ta nữa. Mau dọn nhà ra đi. Gọi công an bắt hết được phường bây giờ. Quá.
chúng ta đi đâu? Đi thôi. Có thấy gì không? Vẫn chưa có ai thôi. Many unbearable hours later. Có tiếng động. Hình như là có người. Alex, dậy mau, dậy mau. Đây, tôi sẵn sàng rồi đây. Đi theo em. Ai vậy? Trời đất ơi, có người. Đứng lại, con đừng chạy. Bắt bọn chúng ơi. Không thấy đâu hết. Để xem nào. Sao lại vậy? Đây là sao? Để xem nào. Cái huy hiệu này. Đó chính là cái huy hiệu của tên trộm. Không sai đâu. Đúng rồi. Chính là bọn đó. Đây là vậy. Tới liền nè. Tao bắt chặt người rồi. Đứng lại cho ta. Thành công rồi. Alex ơi. Anna, anh đi đây. Alex. Ăn miếng nha Anna. Mấy ngày nay cô chưa ăn gì rồi. Thử đi. Chị ăn đi Anna, chị ăn đi ông bà. Ơ kìa, sao lại giật cả chân tôi đây à? Bực cả mình lên rồi. Không, Alex ơi. Chị ơi, đây là bạn của em. Đẹp trai nhà giàu. Thôi thôi, đi về hết đi. Xin em hãy nhận lấy tình cảm của anh. Mặc cái mình. Em xin lỗi nhá. Không sao đâu em trai. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Hả, cái mũ này là của ai đây? Mình đội luôn thôi. Không thể chịu nổi mà. Cái tên này. Anna, em sao? Đi đây. Ôi trời ơi. Tự tiện vô phòng người ta lại còn đụng đầu lung tung nữa hả? Không, em không được vương vấn quá khứ như vậy chứ. Chạy đi. What are you doing? Chị phải nhớ tìm người mới đi. Chị không để sống trong quá khứ dễ được. Không. Mình phải nghĩ cái gì giúp cô ấy thôi. Định vị lại nào. Đây rồi. Này, con quỷ tím kia. Mày có muốn ăn một cốc của mô không hả? Ây dồi ôi. Sao chị Anna mày đâu thích nhỉ? Thôi, khổ thiệt sự mà. Hi, sao mãi chẳng thấy. Không được rồi. Này, chúng ta phải ra đó thôi. Ok, đi liền. Tìm mà. Trời ơi, mình không thể giúp Anna được sao? Để mất khẩu skill này rồi. Anna. Cảm ơn nha. Chú bé. Phát hiện ra ông sao? Không, Anna, anh chạy trước đi. Có người đến cứu rồi. Anna ơi, tụi này tới rồi nè. Chú ơi, bắt nó lại. Hey. Mừng quá đi, quen nè. Anna, chuyện gì vậy? Đặt chân nè, em lấy đi. Chiếc mũ này sao? Được rồi. Rồi Anna, đã có đùi gà cho cậu nè. Ăn thử đi. Cảm ơn Quýt nha. Xem nào. La 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 la. Đi mà không nhìn nè. Nghe em từ đây nói chuyện với cô đó. Có nghe thấy không hả? Rớt mất tiêu rồi. Đùi gà sao? Tiếc hả?
Đi thôi. Đôi gà của mình. Để xem có cách nào không. Có vẻ được đâu em. Hành động thôi. Anna, xin chào. Cố lên Anna. Cố lên xem nào. Một chút nữa thôi. Ok. Xây được chưa ta? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cố lên, cố lên, cố lên. Kia, ráng lên nào. Ổn hơn rồi đấy. 6 months later. Go, 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 Anna cố lên. Cảm ơn các bạn. Cô vui hơn sớm rồi đó. Sẵn sàng. Để coi lát cô mất mặt sao. Được rồi, mọi người sẵn sàng, xuất phát. Chạy thôi. Sợ rồi hả? Ôi, cô ta nhanh nhẹn quá. Hả, Anna, chạy đi. Alex, mình phải đuổi theo. Mình sắp thắng rồi. Gì vậy? Tự dưng buồn ngủ quá. Sao cô ta? Nhỏ tiếng thôi. Ngủ đã ghê. Khởi động nào. Hay da. Mùi gì thơm vậy? Đúng lúc mình đang đói. La 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 la. Ngầm ngầm ngầm. Ôi trời, mình đang thi đấu mà. Anna, mình không thể thua được. Cố lên Anna. Sắp đến rồi, mình không được bỏ cuộc. Anna, cố lên, cố lên. À ha, chào mọi người. Hả? Lisa sắp đuổi kịp rồi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Mình cũng không chịu thua. Sao chưa đuổi kịp vậy? Tăng tốc thôi. Sắp đến rồi. Chết mất thôi. Cố lên Anna. Hi-ya. Quá tiếc. Ôi, không thể nào. Đứng lên đi Lisa. Mình vẫn là bạn mà. Right. Wow. Trò chơi cầu tụt kìa. Hãy tụi mình lên đó chơi thử đi. Ok nha. Đi đi thôi. Hay da. Chưa có đi. Hả? Gì vậy? Hả? Chưa gì vậy? Hay da. Sao lại nhả? Đau quá đi. Hai cậu có cần bạn vậy không ạ? Cậu làm gì đâu? Tôi đều muốn chết luôn ạ. Thiệt mực mình. Cái gì thế kia? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, yêu ơi. Trời, quái vật chạy mau. May quá. Không biết có sao không hả? Đi với tôi nào. Đây, cái đó là ai vậy? Hắn vừa bắt cóc Anna xong đấy. Chúng ta phải cứu Anna thôi. Chuyện gì vậy? Đây là trạm chiếc bắt đầu. Thả tôi xuống đi. Đến trò chơi phi tiêu rồi. Hả? Cái gì vậy? Thằng này đùa đấy. Thật chứ còn gì nữa. Nhìn đây. Chuyện mục tiêu. Ấn tượng chưa hả? Oh, đến xem nào. Anna, Anna cậu có sao không? Em sợ quá Alex ơi. Ai kia? Có gì vậy? Xin chào các bạn. Cùng chơi nào. Wow, con búp bê đáng yêu quá. Con búp bê đáng yêu quá. Cái tên này. Để tôi. Cao quá. Xin chào. Được đó. Mang cái đây nào. Tôi đi được. Xem đây. Alex xuống đi đi. Con chừng đó Alex. Hả? Người mắc bẫy rồi. Trời ơi, ở dưới có gai sao? Ơi, không thể nào. Hành động thôi.
tới đây, tôi tới đây. Cái tên này giết chưa nè. Cần cái gì đó không hả? Hello các bé, xem ta đây. Hả? Hắn làm cái gì vậy? Biến đi. Trái bóng này. Rồi chiếc nè, chiếc nè, chiếc nè. Trời ơi, rồi dừng tay lại. Không muốn đập đó. Này, chúng ta chỗ khác chơi đi. Ở đây chán quá. Đi thôi. Hả, tất cả an toàn rồi. Quả này cho biết rồi. Game này dễ lắm. À, để chơi bắt cháy luôn. Để có đi à. Làm không được đã. Hí, anh gì ơi. Annalisa, hey, chào hai cậu. Em tới liền. Khoan đã, cô đứng lại. Sao vậy, chàng quá ha. Tôi biết rồi. Ngoan đó, anh đỡ gì tới đây. Hello, chào anh ngon. Anna đâu? À, Anna ơi. Ở gì vậy? Anh. Ngại tôi đi. Chào anh. À, đây là số điện thoại của tớ. Ok nha. Có gì gọi nhau nha. Đưa đây. Sao không? Cô đừng có mơ tưởng cho anh đấy nha. Ảnh là của tôi biết chưa? Ừ, biết rồi. Cô ấy lâu thế nhỉ? Ý. Đây là cô ấy đây. Ghê em. Anna đâu rồi? Sao lại? Cô ta sẽ không thèm đến đây đâu. Đưa em đi. Ủa, đi đâu vậy? Trời ơi, cô sao cũng ra nhở? Nè, anh đi anh. Bánh mì cái gì? Không được. Nè, anh có muốn đi trực tiếp với em không? Tôi không có đi đâu cả. Đến đây nào Alex, nhảy với em nào. Taxi, taxi. Trời ơi.
nè, cô em đó trong đường đó. Được đấy. Đi mấy? Này, chào em. Quang không không à? Ý giời ơi, đi ra đây với anh. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nghe thủ tôi nào. Hú kiếp, trả con gái lại cho ta. Yếu còn xa gió. Cô ta đâu rồi? Trời, cô ta trốn mất tiêu rồi. Con ba mẹ. Con Tàu vẫn ở đó. Hả? Đi rồi. Ba mẹ ơi, con tới đây. Ôi không. Ôi trời, ba mẹ. Mình càng ngày càng lên tay, hả? Anh có thể dạy tôi những cái đó được không? À, sao? Much later. Mệt quá, có người. Ôi trời, là bọn chúng. Ôi kìa, sợi dây chuyền quen thế. Là của mẹ mình mà. Tức thật mà. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Hey, dưa đây ngọt quá. Trời, cẩn đỡ. Quá đau một rồi. Trời, có kiếp là cô ta đó. Đúng rồi. Được rồi. Đi chết. Thôi nhé thôi. Để xếp đầu. Bắt lấy cô ta. Tiêu diệt cô. Hay da. Lại đây nào. Cho con cát nè. Hay quá, tìm được cái cương bình thật sự luôn. Mai dừng tay lại. Mày là ai hả? Cẩn thận. Không. Hả? Đây là chủ nhân. Chủ nhân. Thế là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc với nhau tới cuối đời. Thích thật. Thì ra là Anna đang đọc sách. Và sau đó họ đi khắp nơi. Anna, cái chương này về sau nhé, mình cười mình luôn. Cái gì vậy? Giúp được rồi nhé. Xé sắt cô ta đây. Xem nè. À ha, lách rồi nhé. Ôi không, không, sắt của tôi. Đúng rồi đó, lách này là thử sắt đó. Quá đáng. Ôi không, cô bị bắt nạt rồi. Gì vậy? Lại kiếm chuyện sao? Cô xem nè. Cho mình sao? Ê, chúng tôi. Nơi này là sao vậy? Đây? Là bọn chúng hả? Hả? Ôi bọn họ. Chụp mấy tóc mới được. Thôi không, đừng mà, đừng mà. Thôi không, chụp mình nữa đi. Chụp nữa đi nào. Trời ơi, mất rồi. Buồn ngốc quá đây. Đừng chụp nữa mà. Hô hô, đáng đời. Tôi phải đi lại đây. Oh no. Thôi không. Nào quá. Cô kiếp, tại sao cậu lại làm như thế hả? Mày nói gì? Cho mày một cước nè, cho mày một đấm luôn nè. Thằng thất bại. Khốn kiếp thật. La 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 la.
kìa. Xem ai kìa. Quá 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 đẹp trai đâu vậy? Tôi thích anh ơi. Lạnh lùng vậy. Anna, Anna em có sao không? Để anh lau tay cho em nhé. Thương ở đâu không? Wow, nhìn gần thấy đẹp trai gì. Không có gì đâu. Ôi không. Cô ta Lisa sao? Xem đi anh ơi. Cô ta ngày xưa nè. Ôi trời đất thật của mình. Sợ rồi à? Trời ơi, hai cái tên ngốc yêu nhau kìa. Này, nhìn này đi. Ờ, sao nhìn quen vậy ta? Tôi chính là Alex mà các cậu biết đấy. Giờ thì sao hả? Ủa chị sao? Là thấy sao? Tôi đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Tập luyện hàng ngày. Hàng ngày và hàng ngày. Chăm sóc da mặt, chăm sóc cơ thể và mái tóc này. Để bây giờ tôi mới lột xác như thế này đây. Sao hả? Thì ra là cậu ta. Anna. Anna, anh gửi tặng em trái tim chân thật của anh này. Wow. Em đồng ý. Đi chơi đi em đi, kệ bọn họ. Nhớ chú Lisa. Chuẩn bị nào. Cố lên, Lisa chiến thắng. Ở gì vậy? Một người đau đau. Vui nhà. À, chuẩn bị. Bắt đầu. Cố lên nào, cố lên nào. Ủa, cô ta vượt rồi. Liêu, 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 chậm quá nha. Bụng mình không ổn rồi. Gắt tiếp đi anh à. Ủa, cô ta. Một, hai, một, hai, một, hai. Hay dạ, hay dạ, hay dạ. Ghê gì? Diễn tích gì xem. À, có rồi. Ủa, một quà của ai vậy? Không có ai. Vậy là của mình. Mang vào nào. Chúng kể rồi. Tới giờ mở quà rồi. Ngon quá đi. Cái nào trước đây? Hai cái. Khoan, lại đi rồi, không được. Tạm biệt hai món luôn vậy. Đi ngủ. Thơm ghê. Quyết tâm. Hình như cái bụng của mình đói quá đi. Đang ngủ vậy. Liêu coi. Ăn cái đã. À ha, ngon quá đi. Ngon đi. Ngủ được rồi. Ây da, ngủ thôi. Trời đất ơi. Ôi trời mập vậy. Đau bụng quá. Quá đây. Có gì vậy? Không hiểu gì hết. Ôi trời.